Mình bán nó có hai lối đàn, thì một là anh em đàn ngón ít, hay là anh em đàn ngón nhiều chạy ngón, mời mấy anh em nghe. Bài phù tô nhồi rồi anh em về nghe nghiên cứu phụ Lâm nha. Rồi cứ về mở là văng lên cái mình đàn theo thì mình hát theo, vậy thì nó sẽ mau hơn và anh em dễ nắm hơn. Rồi chúc anh em thành công.